Kẹt cái bảng đến kinh xem cách 24 giờ. Vespa Supreme nâng cấp hại não người xem với một cái phong cách là trộm lông cháo phụng. Cái chiếc Vespa Supreme hôm nay chính là một cái xu hướng mới trong làng giải trí xe độ ở Việt Nam, khi nhiều tay chơi trong nước liên tục ra lò những cái bản độ sang chảnh lộng lẫy. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cái chiếc Vespa Supreme hôm nay đã khiến chúng ta phải tò mò về cái sự xuất thân của nó, một cái dàn chân hoàn toàn khác biệt số đông. Cái dàn tay lái của con xe Vespa Supreme hôm nay toát ra được cái nét đẹp nam tính với cụm đèn LED 2 tầng nguyên bản đã được nhãn sức trang bị sẵn, đi kèm tay thắng của Maru cấu tạo từ nhôm CNC thẩm mỹ, có đế gắn hoàn chỉnh như zin vào cái cụm nắng của chiếc Vespa Supreme và hoàn toàn không cắt cột áo nhưng vẫn trông cực kỳ bắt mắt và nụt nà. Riêng cái bộ mâm mà của chiếc xe hôm nay mang đến là một cái dòng trông nó đẹp mắt hơn cái mâm đa châu trước đây. Đây là một cái dòng của cái dòng là Vespa Primavera. Tuy nhiên, cái sự hiện diện bộ mâm này có thể khiến cho chúng ta nghi ngờ hại não liệu đích thực cái chiếc Vespa Supreme độ cái mâm của Vespa Primavera hay là phiên bản Vespa Primavera đã được nâng cấp một cái dàn tay lái của Vespa Supreme. Chúng ta hãy chuyển sang đó lập cái dàn chân trước. Anh em lập tức phát hiện ra cây phục Hollin sang chảnh xịn sò, so tốt hơn phục xin rất nhiều và được điều chỉnh tải trọng. Heo trước được nâng cấp cái dòng Rainbow Bombit được cường hóa cái lực thắng. Trong cây phục sau của chiếc xe hôm nay cũng được nâng cấp cái dòng phục Hollin hàng hiệu giống như phục trước, nhưng là cực kỳ đẹp mắt khi có thêm bình dầu khí nén. Trên bình dầu có tích hợp chức năng điều chỉnh cả tốc độ nén xuống của phục nhanh hay chậm, linh hoạt theo nghi ngờ với nhiều cái loại địa hình khác nhau. So với ống dẫn bản thì âm thanh phát ra của chiếc Vespa Supreme hôm nay đã trở nên lực hơn rất nhiều, khi nhiều cái cable nổi tiếng hiện nay mà ai mới không chơi lại lựa chọn một cái dòng là Remus hàm mẫu hơn. Phần long bô nó đang được cố định bởi cái bộ phát treo Tony Quister đã cực kỳ lạc với đồng bộ phao của con xe. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Exciter 135 lột xác một phong cách chuẩn không cần chỉnh. Hãy thử nghĩ về một cái chiếc Exciter 135 năm số chọn đúng phong cách của LC5 V6 sẽ đẹp thế nào. Chúng ta cùng khám phá cái con xe bên dưới đây. Chó điện người chủ tận dụng xong đến từ SinFast, cấu tạo 2 tầng phong cách LED trắng siêu sáng. Còn khuôn diện áo đi theo của dòng LC5 V6 bao gồm những chi tiết như đèn đờ mi, mặt nạ, bờ nhĩ nhám bên dưới là có combo được bán chung với nhau. Phía trên còn có thêm cái ốp đầu đen rất đặc trưng của cái dòng Easter thị trường Mã Lai. Hai ốp của con xe to lớn với cái dòng chữ là LC5 V6 sẽ có thêm một cái miếng nhựa đen nằm ở góc trước trong ở đây cũng thấy. Tay thắng tận dụng cái dòng Rainbow Costa kết hợp với con heo của R1 4x tới xứng to lớn. Thế bắt cái đĩa của Kinrush xa tiêu to khổng lồ, cho cái lực phanh của xe cũng rất là khủng khiếp. Chi tiết cái phần cản sau là Easter có nét đặc trưng của cái dòng xe Mã Lai so với cái dòng Islam khi được tích hợp thêm cái phần đèn LED bên trong cũng rất ấn tượng lạ mắt. Đèn hậu sẽ giúp ta dễ bắt cái xin nhanh như đèn hậu của Islam Việt Nam và thay đổi chúng ta phải dùng cái dẹp của Islam để bắt cái phần xin ra bên ngoài. Trong khi cái dàn chân tháo bỏ toàn bộ hệ thống phanh, cái giảm trọng lượng khá nhiều cho con xe, nhất là cái phần cấp sau dành cho cái X30 có chụp cơ sở dài hơn, hạn chế tình trạng bị bốc đầu và đối với những cái động cơ quá mạnh. Vị trí phục Hollin bình dầu rải phía sau, một cái sản phẩm được sản xuất dành cho cái dòng này Xterdam 5 số sử dụng với chiếc xe đầm và ổn định hơn trên độ cao. Thông qua hai cái đấm chỉnh, chúng ta phải kiểm soát được cái đàn hồi của phục và mức độ hồi trả nhanh hay chậm của phục. Trợ lực sườn sẽ làm nhiệm vụ ổn định tay lái trên độ cao. Hai thảo tận dụng cái bô của đùi gà được cố định vào trên chiếc xe cũng khá là cao theo đúng một cách riêng từ người chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy để tiếp nhấn like, subscribe.